mở đầu chương trình tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn đến với dòng tâm sự. Khuyên chị dâu mua nhà ra ở riêng để cho thoải mái. Lời anh trai đáp khiến vợ chồng tôi hỏa đá. Buổi tối ngày hôm đó, hai gia đình có cuộc tranh cãi rất lớn. Đến lúc này, chồng tôi mới thật sự hối hận khi đã không nghe lời khuyên của vợ, rước cáo vào nhà, để rồi bây giờ đuổi cũng không đi. Vậy thì chi tiết của dòng tâm sự này ra sao? Kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Ngày tôi về làm dâu, vợ chồng anh trai vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng. Chúng tôi cưới nhau được hơn một tháng thì bố mẹ chồng sợ nhà đông người sẽ xảy ra mâu thuẫn nên quyết định cho anh chị ra ở riêng. Bố chồng cũng cắt cho anh chị một suất đất ngay ở bên cạnh nhà. Sau khi xây nhà xong thì bố mẹ cũng làm sổ đỏ cho anh chị ấy. Còn vợ chồng tôi vẫn sống chung nhà với bố mẹ. Sợ về già sẽ bị các con hắt hủi nên ông bà bảo khi nào già yếu rồi mới sang tên sổ đỏ cho chúng tôi. Nghe bố chồng nói mà tôi buồn lắm. Lúc khỏe mạnh không sang tên cho các con, lúc già yếu đạn trí rồi thì biết gì mà sang tên nữa. Tôi cũng từng hỏi thúc chồng nhưng anh bảo đất của ông bà thích cho thì cho, không cho cũng phải chịu. Tốt nhất em đừng phàn nàn nữa, anh cũng đang đau hết cả đầu. Vì không có người ủng hộ, tôi cũng không dám nói gì nữa, chỉ biết im lặng cho gia đình bớt mâu thuẫn. Những năm sau đó, các con tôi lần lượt ra đời, ngôi nhà ngày càng chật chội hơn. Bố chồng khuyên chúng tôi đập bỏ nhà cũ để xây nhà mới. Sau khi xây xong, ông sẽ sang tên đất cho chúng tôi. Lời bố nói rất hợp lý. Thế là chúng tôi đã đồng ý bỏ ra 1 tỷ đồng để xây nhà 2 tầng. Tầng dưới thì để ông bà ở, còn tầng trên thì gia đình chúng tôi ở. Sau khi xây nhà xong, chưa kịp sang tên sổ đỏ cho chúng tôi thì ông đã bị tai nạn và ông đã qua đời. Sau khi bố chồng mất được vài tháng thì vợ chồng anh trai cũng xảy ra chuyện buồn. Chuyện làm ăn của anh chị bị phá sản, ngôi nhà phải gán nợ cho ngân hàng. Thương gia đình anh trai không có chỗ trú chân, thế là chồng tôi đã mở cửa đón anh chị về nhà. Lúc đó tôi đã phản đối kịch liệt. Tôi bảo, khi bố còn sống, chính anh cả đã nói với bố mẹ khoan sang tên sổ đỏ cho chúng tôi. Bây giờ cho anh chị ở nhờ, chẳng khác nào như rước sói vào nhà. Không cẩn thận, có ngày anh trở mặt. Trong lúc quẫn trí, anh đòi chia đôi ngôi nhà cũng nên. Khi đó chồng tôi đã gắt lên. Anh ấy là anh em ruột thịt, lúc gặp khó khăn sao đành lòng đứng ngoài cuộc được. Sao em lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình vậy? Chồng tôi là con người sống tình cảm, luôn nghĩ cho người khác. Tôi có nói gì thì cũng chỉ làm cho vợ chồng cãi nhau nhiều hơn. Vì thế tôi cũng đã miễn cưỡng đón anh chị đến sống chung. Trong suốt 3 năm sống chung với nhau, chị dâu không có việc làm nên chị ở nhà chăm sóc cho mẹ chồng và lo cơm nước cho cả nhà. Chính vì thế tôi cũng nể và dần dần chấp nhận sự hiện diện của gia đình anh chị. Tháng trước mẹ chồng tôi đã mất, chị dâu cũng không phải chăm sóc bà nữa. Công việc ở nhà chị lo cơm nước cũng chẳng có gì nặng nhọc nên tôi đã khuyên chị nên kiếm việc gì đó mà làm để tăng thu nhập. Khi nào có đủ tiền, anh chị tìm một ngôi nhà rẻ tiền rồi dọn ra ngoài ở cho thoải mái. Hai gia đình không thể nào sống mãi trong một ngôi nhà này được. Khi đó chị dâu đã bức xúc và chị đã trả lời tôi. Mấy năm nay mẹ bị bệnh, không có ai chăm sóc. Chị phải nghỉ việc ở nhà để hầu hạ cho bà. Vậy mà mẹ qua đời, các em đã có ý định đuổi anh chị là sao? Nhưng lúc này, tôi cũng nói thẳng suy nghĩ của mình cho chị ấy biết. Bố mẹ cho đất anh chị và anh chị cũng đã bán hết cả rồi. Bây giờ anh chị đang ở nhờ trên phần đất của vợ chồng em. Khi anh em còn đang vui vẻ, tốt nhất chị nên chuyển ra ngoài sống, đừng dựa mãi vào lòng tốt của bọn em như vậy. Khi hai chị em đang cãi nhau thì anh trai chồng về và đã nghe thấy tất cả. Anh bảo,
không đi đâu cả. Bố mẹ đã mất rồi. Theo luật thì anh được hưởng một nửa ngôi nhà này. Buổi tối ngày hôm đó, hai gia đình có cuộc tranh cãi rất lớn. Đến lúc này thì chồng tôi mới thật sự hối hận khi đã không nghe lời khuyên của vợ, rước cáo vào nhà và bây giờ đuổi cũng không chịu đi. Tích góp cả đời mới xây được một ngôi nhà. Bây giờ chúng tôi cũng không thể nào bảo vệ được thành quả của mình làm ra. Theo mọi người, tôi phải nói sao để anh chị chịu rời khỏi nhà của chúng tôi đây? Dòng tâm sự thứ hai. Nhận được 11 tỷ đồng tiền thừa kế, vợ chồng tôi bỗng dưng rơi vào tình cảnh ngang trái. Họ nói những ngày cuối đời, chắc chắn vợ chồng tôi đã to nhỏ gì đó với ông, thì ông mới để lại toàn bộ tài sản cho chồng tôi. Tôi không thể ngờ rằng chỉ một câu nói của bố chồng đã thay đổi cuộc đời của chúng tôi mãi mãi. Ông quyết định để lại toàn bộ tài sản cho chồng tôi. Lý do là bởi vì anh ấy là con cả, và ông tin rằng anh đủ trưởng thành, đủ hiểu biết để sắp xếp hợp lý số tiền thừa kế, cũng như là đầu tư vào những việc xứng đáng, và còn xây nhà thờ cho dòng họ. Bố mẹ chồng tôi mở cửa hàng bán hoa quả. Chúng tôi không biết thu nhập của ông bà, và cũng chắc chắn rằng cũng chỉ đủ chi tiêu mà thôi. Thế nên khi biết số tiền mà chồng tôi sắp được nhận là 11 tỷ, chúng tôi đều ngỡ ngàng. Không ngờ ông bà lại kiếm tiền và tiết kiệm được nhiều đến như thế. Vậy mà từ trước đến nay, ông bà đều giấu kín. Ngay cả khi mẹ chồng tôi mất, bố chồng cũng không tiết lộ ra sự việc này. Việc ma chay, tất cả đều chia đều cho các con. Chồng tôi đang là nhân viên văn phòng. Anh luôn bất mãn với sếp của mình và có cảm giác bất an về vị trí của mình trong công ty. Anh luôn lo lắng mình có thể bị mất việc bất kỳ lúc nào. Những lúc gặp khó khăn trong công việc, anh thường trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi và vô cùng chán chường. Tôi đã luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể để động viên chồng, nhưng đôi khi chính tôi cũng cảm thấy bất lực. Khi bố chồng tôi thông báo quyết định của mình, chồng tôi rất hào hứng, nhưng anh cũng lo sợ sự việc thừa kế toàn bộ tài sản có thể gây mất hòa khí giữa các anh em trong gia đình. Thế nên chồng tôi nói phải giữ kín bí mật này. Thế nhưng 10 ngày sau khi bố chồng tôi mất, mọi chuyện lại vỡ lở. Sau khi biết chuyện, hai người em chồng đòi chia một phần tài sản. Họ nói trong những ngày cuối đời, chắc chắn vợ chồng tôi đã to nhỏ gì đó với ông, thì ông mới chịu để toàn bộ tài sản cho chúng tôi như vậy. Chứ ông có 3 đứa con, không lẽ gì chỉ để cho một mình chúng tôi thừa kế như vậy. Giờ hai người em, mỗi người đòi 3 tỷ đồng. Số tiền còn lại thì để cho chồng tôi, coi như anh là anh cả được phần lớn. Còn nếu như chồng tôi không chịu chia thì họ sẽ từ mặt. Hai người em còn bảo việc xây nhà thờ cho dòng họ chỉ trong khoảng 1 đến 1,5 tỷ đồng, không cần thiết phải xây quá to, quá hoành tráng. Vợ chồng tôi đang rất băn khoăn, nếu như làm theo ý bố thì mất tình anh em, còn nghe theo các em thì phá nát số tiền mà bố đã gửi gắm. Chúng tôi nên làm thế nào cho phải đây? Mọi người cho chúng tôi lời khuyên với. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.